Hello, dạ con xin kính chào ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn và các em nhỏ đã yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Thì hôm nay là rất vui, em David tài trợ cho ông bà ngoại một bữa tiệc chay. Hôm nay là ngày 14 là ngày ăn chay. Hôm nay chị sẽ nấu 3 món để não ngoại bà ngoại nha. Thì 3 món là nấu kagi, rồi xào mì với lại đồ chiên. Thì đây là gà nha, để mình nấu kagi với đùi gà đó. Đúng rồi, đùi gà đó. Đùi gà mini bằng cái ngón tay đó, ngón cái. Còn bên đây là cánh gà. Mình cũng giống lắm chứ bộ. Giống y chang luôn ha. Cánh gà này mình sẽ chiên. Còn bên đây là thịt dê nha. Cục nè. Đó giờ em chưa biết thịt dê cái gì đó. Dê chai. Còn đây là tôm, đây là chả cá. Xíu nữa mình sẽ xào mì. Còn bên đây là đậu, cái này là cái gì nè? Bắp non. Đậu, bắp cải, cà rốt, nấm nè, rồi bông cải nữa. Xíu nữa mình sẽ ướp cái hũ này. Đây là rau, thì kari thì mình ăn với lại bánh mì. Nói chung là mấy cái món tồi món chay mà đầy đủ chất dinh dưỡng nè. Thì quá chừng hấp dẫn rồi. Rồi trước khi chị bắt tay vô làm thì chị cũng có đôi lời gửi đến em David rất là nhiều nha. Và chúc em với lại gia đình của mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp được nhiều may mắn, thành công trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Bây giờ trước tiên là mình sẽ gọt khoai cao trước đi, để mình nấu kari đi. Tại cái này nó hơi lâu nè. Khoai cao lấy cái bao tay bọc vô để em hồi rộng ngứa đó. Hai chị em đẩy ghế lên. Nấm này như là bọc sẵn, không cần phải bọc tay nữa. Nấm chả luôn. Mẹ ngăn lật cái này nha. Lật cái củ nè. Em thấy mình có cái dao hai lưỡi mà nó trốn mất tiêu rồi. Ngọc lấy nè. Ngọc lấy hả? Còn cái dao này vào được gì chứ nhóm? Vào được gì? Thôi gọt tay lên đi. Để kéo miếng coi. Vô. Con tôm nhìn đi nghe, con tôm thiệt luôn kìa. Có đỏ đỏ luôn. Không nhận làm hay quá ha. Nó đều là không có đầu nè. Có đầu nữa là tịch luôn. Cái cánh gà đó lát cho mình ướp xá xíu kia. Ừ, cái gà xá xíu nha. Nhìn này giống sườn non quá ta. Cái nào? Dạ, cái cánh gà. Cái gà hả? Không. Em cũng không biết nữa, không biết là bằng gì nữa. Mà chưa thấy không? Làm nó có cái da vàng vàng ở ngoài luôn kìa. Đúng rồi. Này có ai vậy? Ăn chay chứ không thua dạng mặn luôn. Nhưng chừng còn ngon hơn nữa. Đúng rồi. Ngon, bữa nay là rau tới. Gì vậy? Nhìn ngon là rau kìa. Lạc với cái đồ lạc vậy nè.
Đó, lấy cái này thôi nè. Cái này thôi nha. Bỏ cái này đó nha. Ok. Là còn được cái một nhúm lá thôi, cộng nó bỏ hết trơn à. Có lấy cộng nè, lặt vậy nè. Có lấy cộng. Đó, vậy nè. Bỏ mấy cái rễ này qua đi. Ai lá không chắc mua lần có tấn nha. Cái này nè, lặt ngang luôn. Khoai này mình đem đi chiên sơ nha. Mình cắt bên cưng cho đậy đi. Nè cái chả chị nhỏ này chị cắt bên chị chút đi. Nghe đây dầu nóng. Bên này chưa nóng không? Cái này chiên hờ trên đấy xuống chấm cho nó ăn. Ừ. Đổ vô luôn đi. Bự quá không đùi gì trơn, nó trơn trơn, nó tụt quá. Nó đây nó cứng nè. Đây cái này chiên lên nó có ngắt đó chị. Ừ. Mấy cái đùi gà đó xúc gà tan nhẹ chị, nhẹ nhẹ hàng dễ dở à, nước đây chút xíu ngọt nha. Đường cảm ơn luôn nhà nước tương, nhà nước tương nha. Còn hãy vô. Đây, còn cái nồi bên đây là cái nồi nước cốt dừa. Mình nấu ok đi. Mình đem ra đây chút xíu đường. Thêm chút xíu muối hộp nữa. Rồi cho vài hộp nước ngọt vô. Ôi, ăn nó vừa xải vô. Để cộng xải vô cho nó thơm. Gà chạy chở nó mà không đủ ngoài vô. Để vô gửi bà chắc điện đó. Không nó để đi luôn nữa, kêu hai đứa nhỏ này bán dùng chứ không ngọt nè. Dạ, bán hết số, đừng có hái nữa. Để chín nhiều nhiều đi, con ra hái đem bán cho. Để đứa này bán cho bà. Thì có 4 trái nè. Để cái trái này vô đây. Hai trái bự. Nó để trên cây đi, để trên cây cho nó nhiều đi. 4 trái bán cho ngân trái, mẹ ngân trái. 8 trái xu trái xong. Nè nhu. Dạ. Rồi, thả khoai vô. Đây, đây có mấy cái núm nữa nè. Bỏ núm vô. Vậy chúng đem vô mấy đứa này đẩy đi ba. Khoai cao để mình chiên hết rồi. Đúng rồi. Bởi ta tính đem vô rồi gửi bà cho chị em bán kìa. Nó để cho chịu chứ nó ra nó còn còn nhiều không? Còn mỗi dịp nha. Đây, mình khử cái nước sốt nha. Thì trong cái chén nước sốt này là có xíu xíu là sữa đặc.
khuấy lên cho nó kẹo kẹo rồi mình để cắm gà vô. Cánh gà này nãy là mình chiên sơ rồi nè, chiên nó vàng luôn rồi, để hết vô. Wow, chiên rồi nhìn nó giống giống gà thiệt hả chị? Đúng rồi, nãy trắng tươi nhìn nó không giống lắm. Cái này là cánh gà rút xương. Rồi còn cái chảo bên đây mình thử tỏi. Rồi để mình thử ba cái này nè, tôm rồi chả cá với lại tay dê nhà mình xào mì nha. Tỏi vàng rồi mình để miếng này vô. Thơm quá. Đủ một phát hết. Ngọc chưa gì cho nên Ngọc dẹp hết đồ ớt của em rồi. Nè mình chan ra chút đường. Chút bột ngọt. Cái nước tương đâu chị? À bên đây. Nước tương Maggi. Chị vô tới nước tương nữa. Rồi tủ cái này xong thì mình để mấy cái rau củ quả vô mình xào. Bắt đầu nó kẹo lại được rồi nè. Bây giờ chị nhắc xuống nha. Nóng quá, nóng quá. Cái này thì đầu tiên là mình để cà rốt vô trước. Đây, đây rau củ luôn. Có cà rốt nè, đậu nè, núm nè, cà bắp non nè, với lại cải xanh nữa. Cà rốt thì lâu chín, để cà rốt vô trước. Mưa rồi. Thôi trời mưa luôn rồi. Dạ. Cái gì nó sắp lên. Mình chừa cái đậu này lại, cái đậu này nó mau chín. Ôi, chảo chà bá luôn. Chị ơi, em ăn cái xài nữa chị. Cái này xào đũa không được rồi. Chị to cũng được. Dạ mì xào chín rồi. Dạ con ơi, lên dĩa nha. Đúng không? Còn mày không có cắt hơi dài ha. Dạ. Đây là con thấy đồ bỏ quá nhiều. Mình xếp trước.
Mì xào còn bốc khói luôn. Mới gì nhé? Mới ra lò, mới ra lò. Cái gì à. Kagi chấm bánh mì ngoài. Mì xào với lại cánh gà chiên. Cánh gà chiên xát xíu. Rồi chai không đó nha. Nói ngoài tưởng là đồ mặn à. Chai thì nhiều chai chứ. Dạ. Không biết chai. Dạ. Yeah. Đúng rồi đó. Rồi đồ ăn chín hết rồi. Thì mình chuẩn bị ăn cơm thôi. Thì để con mời con xin kính mời quý bà cô chú anh chị và các bạn ăn bữa tiệc chay với lại gia đình của con nha. Rồi chị mời em David. Rồi để hút thuốc rồi. Hút không? Cao không? Má cao gục rồi đó, má không được à, con mời ngoại, con mời Tám, mời Út. Này, rồi mấy đứa ăn đi. Dạ. Có ông ngoại không vô rồi. Có gì chút nữa mình múc đem nghe cho ngoại. Ừ, ngoại nó lạnh. Nó lạnh. Ai làm không, gì bực bực bánh à. Anh ba ơi. Anh ba ơi. Chút xíu, chút xíu. Không ăn cái gì chứ hả? Cái gì kẹo ngon. Cho em múc chị miếng nè. Cơm gì chứ? Ăn khai vị trước. Cái này nè. Ăn biết vô vững gì đi, không biết vai trò đi. Bên đây em bên đây làm tiệc rồi chị ơi. Đâu gì đó. Cái cho đồ chai luôn. Xèo. Xèo hả? Hôm nay đám dỗ ông nội Nhung hả? Đám dỗ nội con, nội lên đổ bánh xèo á. Nay bà nội đổ bánh xèo mà. Dạ. Đâu có ai đâu tới hả? Không có. Ăn gì nữa không chị? Vòng vòng cái đùi gà. Đùi gà có rồi. Mấy cô đồ đâu có ra được hả? Dạ không ai ra được chứ. Kiếm gì? Kiếm gì? Kiếm tự đi lấy con. Mày gọi đợi hả? Ăn cà ghê chấm bánh mì cả nhà ơi. Cà ghê chai. Nào đi quá kẹo ha, ngon. Nàng chai mà. Béo luôn ạ. Lạ sao phải chan nó tương đó hả? Cái này ở nhà dịch nó ra đường được rồi, trời mưa nữa. Đúng kìa, bị nhốt luôn. Sáng Ngọc nói ở dưới Long Xuyên có một ca hả? Dạ. Đang trên báo là gì sao biết? Dạ. Báo trên Facebook á. Bên cái gì lang thang An Giang vậy á. Ngày nào cũng đưa tin chứ. Sáng ăn cha ăn gì má? Không ăn gì đâu. Uống sữa không? Không uống sữa luôn. Ngoan không được thì sao? Ăn được mà không có uống. Tao quậy sữa, chọn nó uống không chịu uống. Nóng lạnh ha. Ăn nóng lạnh không chịu uống. Không chịu ăn cháo không? Chịu ăn cháo là bắt mời cháo nha trai. Mình đi tôm nó trốn nữa. Má cay má không cay cay. Ăn mì ốc con gấp chút. Đó là được rồi. Bên dạ. Này này.
dìm chút bún gì ra cho ngoại nha Ngọc. Dạ. Bún thứ ít ít để cho ngoại ăn được cái gì. Mì xào. Mình cái mùi nó ngon kìa. Được. Cái này là cánh gà nha má. Cánh gà mấy đứa nó sút nè, xát xíu với sữa. Nay ăn chay không có đứa nhỏ nào tới luôn. Lần làm tiệc chay là không có đứa nhỏ nào tới. Lễ nha má. Cái em David nè gửi cho Ngọc cho cha má là 100 á, $100 để mà làm tiệc chay. Nhưng mà cái tiệc này có mấy trăm ngàn à, còn tiền ăn tới cả tuần lễ. Chút phải hỏi ông ngoại coi mai ăn cái gì đó rồi gì nấu nữa cho mẹ ăn nha. Dạ. Không? Không, không. Mà không, ăn gì nữa không? Nhung nó tưởng nhiều lắm á. Mấy cái gì cương là nó ăn không được á. Có ăn gì cánh gà ớt. Gì? Có anh thử cánh gà ngon không? Nó hên, lấy mấy cái nào mềm mềm mấy cái em. Bắt cái chả, chả nó mềm. Nó tôm mềm. Ta dơ chắc cứng. Nè ăn chả này mềm. Em thử cánh gà ha. Má ăn này không gấp đâu. Mềm. Nãy mềm à. Ngọc lạo phải lửa. Ăn thử đi biết là mềm mèo à. Cũng thơm mà Ngọc. Thơm mà béo. Nhung mà ăn cánh gà được đó Nhung. Cái này chắc làm bằng không biết cái gì đó. Được đang tẩu không à. Ừ. Thường thường là cao chai là sườn với lại là ngũ phi đó. Nếu mà cao là nhiều á. Ngon ăn mì không ta? Ngon ăn mì không? Mày ăn cơm. Ừ. Mày ăn cơm nó không được. Ăn cơm chà. Nước cốt này càng bún ăn nữa không? Bé béo mà. Dạ, video của con đến đây đã kết thúc rồi. Con xin chân thành cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video nha. Chị cũng chân thành cảm ơn em một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.